em nhìn này. Đấy. Như em luôn. Đúng không? Ui. Wow. Kinh hôm nay á. Trời ơi, sushi đúng là thơm mùi nhất của đất mà. Có cái gì ngon cũng gọi mình sang, bảo hôm nay sang á em có đồ chơi. Nhưng mà ra không phải, đã chuẩn bị cho mình hẳn hai hột kem. Biết mình thích ăn kem, lại còn mua đúng kem khoai môn chứ. Mình phải xem một tí mới được. Trời ơi. Ủa mà sao cái kem này kỳ lạ vậy? Kem dính hết lên hộp này. Ủa sao? Nhưng kem là ngon rồi đã. Ôi còn đây là kem sữa dừa vani nè. Bình thường mình mua cái hộp kem này nó màu vàng mà nhở. Sao ở đây nó lại màu xanh nhở? Ủa? Nhưng mà kem gì mà lạ này là trời? Chị ăn gì cả? Em chỉ chuẩn bị để cho chị thì cô đang ở đây để cho hai chị em mình chơi thôi mà. Thế tại sao mà sợ lá không cái hộp gì lại mua nguyên cả cái hoài hộp kem chị thích ăn hả? Em nói nhá. Thịt làm tuyết. Làm tuyết này. Thịt làm kem. Cho ngay vào cái hộp làm chị tưởng bỏ hôm nay sang được em cho ăn kem. Trời ơi, chơi cái này thì chị thích rồi. Em làm đấy à? Vâng. TV mà xem. Ở trong cái giày à? Hả? Em bảo ở trong đấy em xem thì em làm theo á. Ôi, xỉn. Chị nhìn này. Ôi xuôi, sao thích thế? Ôi. Có tuyết hạt hạt gì không? Hạt hạt á. Ha. Đúng mà, em xem mà em làm được á. Vâng. Nhớ. Chị em mình chơi đi. Đây nữa xin. Để xuôi nhìn này. Chơi nhảy dây. Ui sao cái đẹp này à Su? Này Su ơi. Cái này dính lắm. Có ai ăn bánh. Ui Su này đúng kem luôn. Đúng không? Đúng cái kem không? Cái kem ốc quế không? Chị ăn được cái này. Cái này còn dính hơn đi. Ui mềm lắm luôn đấy em. Nên chị lấy ra cho. Cái đấy dính hơn. Thấy chưa? Rất là sướng luôn. Em nhìn này. Đấy. Như kem luôn. Đúng không? Thấy chưa? Không dính à? Ui, công nhận em làm cái này siêu thế. Không dính luôn ý. Nhớ dạy chị nhá. Em sẽ làm. Chị chỉ thích chơi nhảy dây. Ui, công nhận cái salam mình thích thật đấy. Đây là salam tuyết này em. Su. Em lấy chút màu xanh nha. Su ơi, há mồm à. Chị làm cái bánh quẩy, còn Su làm cái gì? Em sẽ làm cái bánh hamburger. Em làm cái bánh hamburger. Đây, chị sẽ làm cái kem. Mà lại chị sẽ lại làm cái kem thật đẹp. Xin mời bạn. Trời, cái kem của người ta này mà không được chích. Nó phải được chích đâu. Kem ơi. Mà chị làm nó chưa xinh đẹp thôi. Nhìn ơi. Xin chào bạn chạy. Su biết cái này là kẹo gì không? Kẹo kéo. Ngày xưa chị đã ăn kẹo kéo. Su cầm cả cục lên chơi mới thích cơ. Không là bánh sinh nhật đâu. À đây hả? Cái này em bảo chị sang là em cho chị chơi đây hả? Đúng rồi. Đấy là do em làm đây đúng không? Su dùng cả mã đấy chị bảo. Đúng rồi, cái mặt Su đâu. Ôi cái này chơi thích thật đấy. Mẹ chị chơi thẳng ngày ở nhà được luôn. Thế là không hỏng được đâu chị. Không hỏng được đúng không? Cho chị mượn cái cục hồng ấy thế nào? Ui. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.